Quay lại từ đầu rồi, mình vào. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quyết định mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quyết định mình quay video lại, mình chia sẻ các vấn đề mà lỗi spam trên các kênh YouTube của mình nha các bạn. Và mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, và đặc biệt các bạn mới vào làm thì các bạn cố gắng xem hết video để mình rút tỉa kinh nghiệm, và mình để đừng có hạn chế bớt cái vấn đề lỗ spam các bạn. Nếu mà các bạn đi đến kênh nào các bạn cũng bị lỗ spam thì nguy cơ là bạn sẽ khóa chức năng. Bây giờ bạn bị vi phạm cái lỗi gì thì người ta khóa chức năng đó các bạn. YouTube thế, bây giờ bạn vi phạm lỗi comment thì là lỗi comment dẫn đến spam thì người ta sẽ khóa chức năng bạn, chức năng đó lại của bạn. Rồi ha, mình quay lại cái màn hình nha các bạn. Trước mắt là mình vào cái tài khoản của mình. Rồi ha, mình quay lại cái màn hình nha các bạn. Trước mắt là mình vào cái tài khoản của mình. Đây, tài khoản của mình là VinTN nha các bạn. Mình vào cài đặt. Mình chọn tính năng bổ sung nha các bạn. Chọn tính năng bổ sung. Mình vào cộng đồng nha các bạn. Rồi. Ở đây bạn thấy lỗi 11 spam này các bạn. Các cái lỗi này là những cái người này là mới vào nha các bạn. Như Lâm Vlog này mới vào 51 giây, như là người mà mới comment thôi, không bị spam. Và xem là thích 17 phút trước. Xuân Hạnh quê tôi, mấy cái lỗi này là không bị spam nha các bạn. Mấy cái lỗi này nó nằm ở dưới này là không bị spam. Nghĩa là những người mới vào mình chưa có đụng gì tới này các bạn, thấy không? Kênh của mình là mình làm đúng các bạn. Mình trước khi mình mở kênh đó, mình cũng học rất là nhiều. Nên và mình cũng là người dân trong kỹ thuật ra nên mình biết. Nên mình cố gắng hạn chế, mình đi tới các kênh khác cũng vậy, mình hạn chế cái lỗi spam các bạn. Đây là các bạn thấy không? Đây là những cái người vào kênh của mình này 56 phút trước là 1 tiếng nè. Bạn này là Xuân Thạnh quê tôi nè, 50 phút nè. Bạn xem như là thích nè, 17 phút. Và bạn Lâm Vlog 51 giây. Thì những cái này là không bị gì spam nghe các bạn. Là mình cũng không chưa động tới nha các bạn. Mình không có động tới với cái này. Tại vì nó là mới. Khi mình muốn xem cái gì, giả sử mình trả lời tin nhắn gì các bạn bằng trong YouTube đó các bạn, bạn có thể trả lời ngay được. Nhưng mình qua nhà người khác thì mình đợi 1 tiếng rồi mình mới qua các bạn. Nên các bạn mới vào comment cái kênh mình như vậy thì mình không có động gì tới hết, mình để im. Và sau 1 tiếng, ít nhất gì sau 1 tiếng mình mới qua nha các bạn. Các bạn khi vô kênh mình comment cái sau này bạn cần thấy mình không bao giờ qua liền ha, để cho nó an toàn cho bạn và an toàn cho tôi, nên sau 1 tiếng mình mới qua. Bạn mình thấy comment các bạn thấy mình thấy bạn thấy vậy, nhưng mà 1 tiếng sau mình mới qua được, ít nhất là 1 tiếng. Rồi nghe các bạn, bây giờ mình tiến hành đi vào trực tiếp vào lỗi spam nghe các bạn. Đây mình quay lại cái màn hình nghe các bạn. Đây có ở đây có thể là spam này các bạn, 11 cái nha. Kênh của mình á, trong ngày kênh của mình kênh mới thôi, mới mở thôi, nhưng mà lỗi spam nó nhiều như vậy á. Rồi mình bấm vào cái chuột vào ha, bấm vào chuột vào và như thấy đây, bây giờ nó sổ ra một cái lốc một cái danh sách spam này các bạn. Bây giờ mình chia sẻ lỗi spam. Thứ nhất, lỗi spam là nó có 2 cái lỗi spam chính các bạn. Thứ nhất, cái lỗi spam thứ nhất đó là bạn coi chưa đủ thời gian bạn viết comment, có nghĩa là bạn coi chưa đầy 2 phút nha các bạn. Chính xác là bạn phải coi được 2 phút trở lên, nhiều hơn 2 phút bạn mới được viết comment, và bạn coi cái video đó tối thiểu là được 3 phút nha các bạn. Viết comment, bấm like, bấm đăng ký kênh xong xuôi rồi thì bạn coi cái video đó ít nhất gì được 3 phút nha các bạn. Đấy, nghĩa là 2 phút viết comment, trong thời gian viết đó và bấm like, bấm đăng ký kênh thì 1 phút nữa là 3 phút, có nghĩa là bạn tối thiểu
là bạn phá được 3 phút ở video đó thì nó sẽ không báo lỗi spam nha. Còn không toàn bộ là nó báo lỗi spam về về thời gian nha các bạn. Bạn vô quá nhanh bạn viết rồi bạn thoát ra là báo lỗi spam nha các bạn. Đặc biệt các bạn mới nha. Các bạn mới rất là bị cái lỗi spam này các bạn. Các bạn mới rất dễ bị lỗi spam. Mình không nghĩ sao các bạn cây của mình biết sao. Mình trước khi mình làm các bạn, mình cũng đi học nhiều lắm. Chứ không phải là đùng đùng mình vô mình làm đâu. Mình cũng học nhiều. Mình là dân học kỹ thuật ra mà. Nên mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó thôi. Giờ hôm nay mình quay cái video lại để mình chia sẻ cái về lỗi spam nha các bạn. Đó là có hai lỗi chính, hai cái lỗi chính mà quan trọng nhất đó là lỗi thì thời gian nha các bạn. Thời gian coi video chưa được 3 phút nha các bạn. Rồi nhưng chưa được 3 phút bạn thoát ra là bị lỗi spam nha các bạn. Rồi cái lỗi thứ hai đó là lỗi nội dung tin nhắn nha các bạn. Bạn rủ người ta chéo nè, rồi bạn rủ người ta như thế nào á, nói chung là có vấn đề trao đổi về thông tin có hai các bạn với nhau á, bạn rủ rê người khác làm vấn đề này làm vấn đề nọ, như chéo đi hoặc là đăng ký kênh hoặc là như người đó ủng hộ hoặc là như thế nào á, là bị lỗi spam. Ở đây bây giờ mình liệt kê ra cái danh sách nha. Lâm Vlog nè vẫn nằm trong danh sách spam nè các bạn, mới 2 phút trước rồi. Đây nha các bạn, mình có tất cả là 11 cái lỗi spam nha các bạn. Đây, trong một ngày cái kênh của mình này cũng ít, kênh mới nè, mới mở ra thôi nhưng mà có đến 11 cái lỗi spam các bạn trong một ngày đó nghe. Đây nè, 2 phút trước nè, Lâm Vlog cũng bị dính một cái lỗi spam nè. Để mình đọc cái nội dung tin nhắn luôn các bạn nghe ha, để rút kinh nghiệm luôn ha. Và các bạn nhớ nha, các bạn nào mà vi phạm cái lỗi spam này các bạn coi và coi cái video này các bạn nên để ý nha, cái nội dung tin nhắn cũng bị spam nha các bạn. Nè, anh chị em nào rảnh ghé nhà em chơi nha. Đó, có nghĩa là đây là nội dung tin nhắn bị spam nha các bạn. Có nghĩa là mình rủ rê, một câu nói rủ rê người khác qua nhà mình, lôi kéo người khác qua nhà mình để coi hoặc là đăng ký kênh gì đó là bị lỗi spam. Đây nghe các bạn, Lâm Vlog 2 phút trước này. Đây. Anh chị em nào rảnh ghé nhà em chơi nha. Đó, một câu nói ngắn gọn bị lỗi spam nha các bạn. Đây là nội dung tin nhắn bị spam. Rồi cuộc sống muôn màu, đấy bạn đây 11 giờ trước, bạn này khá lâu. Có nghĩa là trong ngày hôm qua. Nghĩa là cậu giỏi lắm bạn Hiền à, rảnh qua nhà ủng hộ cho mình nhé. Đây cũng là một lỗi, cái lỗi về nội dung tin nhắn nha các bạn. Các bạn thì có hai cái lỗi này thì mình nghĩ câu này thì có thể là không phải là nội dung đâu, nhưng mà cũng có thể là nó lỗi về thời gian nha các bạn. Câu này nè, cuộc sống muôn màu, kênh của bạn cuộc sống muôn màu. Mình các bạn nào có kênh trong mà lỗi spam của kênh mình cũng cũng chia sẻ luôn đấy. Cậu giỏi lắm bạn Hiền, rảnh qua nhà mình ủng hộ cho mình nhé. Cái câu này cũng có thể là lỗi về nội dung tin nhắn và cũng có thể là lỗi về thời gian. Nó có hai cái vấn đề ha. Rồi giải trí YouTube, để mình đọc cái nội dung tin nhắn nha các bạn. Qua nhà bạn bấm nhầm cái chuông. Qua nhà bạn cắm nhầm, nhớ sang nhà mình lại nhé nha bạn. Đấy, bạn thấy không? Cái này là một câu nói cũng rủ rê đó các bạn. 15 giờ trước như là ngày hôm qua. Nên nó bị lỗi spam các bạn. Đây bạn này có tin nhắn rất là đẹp luôn các bạn, viết rất hay luôn. Hôm qua nay mình cũng thích cái tin nhắn này nhưng rất tiếc bị spam mất. Này bạn TQN Vlog còn like, để mình đọc cái nội dung tin nhắn. Like có khuôn mặt cười, cảnh đẹp, tớ đến nhà bạn đã like sub cộng rung chuông, mong bạn sẽ tương tác lại với mình
hứa hẹn sẽ đem lại niềm vui và tiếng cười và những thứ thú vị nhất của vùng núi Tây Bắc đến cho bạn. Then, chúc bạn sức khỏe, bạn và gia đình. Ồ, một tin nhắn khá hay, khá dài, nhưng mà vẫn bị lỗi spam. Cái lỗi spam này của bạn này á, mình nghĩ vừa là nội dung tin nhắn, vừa là có thể là bạn bị dính cái lỗi là lỗi lỗi copy bad nha các bạn. Nghĩa là mình copy rồi dán. Bạn này mình nghĩ cái tin nhắn dài như vậy là nhiều lúc cũng thấy khuôn mặt trẻ trẻ, có thể là dễ nghi là bị lỗi, lỗi đó, vấn đề lỗi mà mấy bạn mà lỗi về các bạn bị lỗi về cái nội dung tin nhắn và cái thôi mình đến camera ấy không chỉnh lại rồi nghe các bạn. Cái lỗi này là lỗi về để mình đọc cái tin nhắn của tiếp tục cái tin nhắn của bạn TQN này. Tin nhắn này là khá đẹp, khá hay, khá dài, nhưng mình nghĩ nó dính hai lỗi. Có thể là lỗi nội dung tin nhắn và lỗi về copy paste nha các bạn. Nghĩa là mình copy rồi mình dán. Mình copy cái tin nhắn này còn qua kênh của người khác mình dán vô thì mình bị dính spam luôn nha các bạn. Đó là ba cái lỗi chính mà YouTube nó biết hết. Tất cả các bạn làm gì trên máy tính, trên điện thoại, YouTube đều biết hết nha các bạn. Biết hết. Nên các bạn không thể qua mặt được nó này. Nó là một con robot khổng lồ, nó quản lý bằng con gọi là trí tuệ thông minh nhân tạo đó các bạn. Nên cuối cùng bây giờ là mình không thể nào qua mặt được nó đâu. Hoặc mình làm gì họ không biết hết. Rồi chuyện thiên hạ, tất cả cái kênh của bạn chuyện thiên hạ này các bạn. Hai video đã hay, đã ghé nhà bạn xem, like, bấm nút đỏ ủng hộ bạn. Vui lòng qua nhà mình xem, like video và bấm lại cho ủng hộ. Nói cái này cũng là về cái lỗi nội dung các bạn. Các bạn để ý nha. Về các nội dung tin nhắn như vậy là bị lỗi spam hết nha các bạn. Để các bạn biết. Rút cái tỉa kinh nghiệm nha các bạn. Mình muốn chia sẻ với các bạn để được hạn chế bớt cái vấn đề lỗi spam nha các bạn. Mình thấy cây của mình, cây mới mà vô mà một ngày mà bị có chục cái lỗi spam này, mình thấy cũng uổng lắm các bạn. Thì chút nữa mình cuối video mình chia sẻ cách xử lý của mình luôn nha các bạn. Chia sẻ cách xử lý lỗi spam luôn. Rồi tiếp theo là lỗi spam của hoạt hình phim ca nhạc. Đầy đủ cho bạn luôn. Chúc bạn sớm thành công nhé. Hóng bạn qua nhà mình cùng uống cà phê nhé. Đấy, cũng bị lỗi spam này về nội dung tin nhắn các bạn. Bạn cẩn thận nha. Cái nội dung tin nhắn các bạn, có thể là mấy bạn này không vì lỗi thời gian đâu. Nó nghĩ viết tin nhắn như vậy là không vì lỗi thời gian. Nhưng mà bạn vì lỗi về nội dung đó. Thường thường các bạn mà lỗi spam là thường là viết tin nhắn rất là ngắn. Vô viết vào một hai chữ gì đó là nó bị lỗi thời gian. Đây nè. Còn bạn cái này tiếp theo một bạn nữa. TCH Channel. Tương tác nhé, rảnh qua mình chơi. Đó, một câu nói này có thể là đây là cũng một câu nói về nội dung tin nhắn và cũng có thể là thời gian, bởi vì những cái tin nhắn ngắn ngắn vậy và rất bị lỗi về thời gian nha các bạn. Có nghĩa là bạn coi chưa đủ video, chưa được 3 phút bạn thoát ra là bị lỗi spam. Bạn coi 2 phút rồi bạn viết comment thì rồi xong rồi bạn coi video thêm 1 phút nữa, vừa bấm like, bấm đăng ký kênh thì kết thúc video khoảng 3 phút. 3 phút, hơn 3 phút gì đó bạn thoát ra thì nó sẽ bị không có bị lỗi spam, còn bạn thoát trước là nó bị lỗi spam nha. Như vậy là rồi các hai bạn nước ngoài nữa. Hai bạn nước ngoài này chắc một ngày trước. Mình thấy lỗi spam mình cũng để đây nè. Đây nè các bạn. Hello my friend. Mở ngoặc ra 391 có nghĩa là cái số đăng ký kênh. Nice share like. Đấy, bạn là người nước ngoài, Amoni. Rồi tới tiếp tục các bạn này cũng là người nước ngoài luôn, Cooking with Uncha vậy đây. Hi friend, nice video, like shop. Đây là nó lỗi về này, nội dung tin nhắn nha các bạn.
Mà thường thường là mình cái mấy cái xử lý mà tin nhắn người nước ngoài mình cũng dở lắm các bạn. Mình tiếng Anh mình không rành á, nên thường là mình bị lỗi spam này là thường mình mấy lúc trước á, là mình mới mở mình cũng lấy ra mình xử lý, mình trả lời với người ta à lỗi spam, mình nói câu spam vậy thôi, mình thấy im re rồi. Đến giờ mình thấy mấy bạn nước ngoài mà vô kênh mình coi bị lỗi spam đó là mình xử lý là mình xóa luôn. Còn các bạn Việt thì mình xử lý mình lôi nó ra, mình báo cho bạn kia bằng bạn bạn đó biết là lỗi spam để mình cùng nhau để mình mất đi một người bạn các bạn. Mình phải xử lý nha các bạn. Cái spam tới nhà mình bị spam, giả sử như mình kênh mới mình quý trọng lắm những người đến nhà mình lắm các bạn. Tự nhiên mình là kênh mới á, các bạn đến nhà mình viết spam mình uổng lắm. Mình quý những người bạn đến nhà mình lắm, chứ không phải là không quý đâu. Mình thấy lỗi spam mình không có xóa nha các bạn. Mình không có xóa, không biết các bạn có xóa không. Mình trừ người nước ngoài thôi, mình mới xóa. Mình không biết trả lời sao ấy, nhiều lúc mình thấy trả lời rồi mình cũng trả lời rồi nhưng mà người ta không im re, không có tương tác gì như mình á. Mình thấy vậy rồi rưới mà mình không có không 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 xử lý nữa, ít xử lý. Còn các bạn Việt Nam là mình xử lý hết, mình trả lời tin nhắn lại với bạn à, nội dung tin nhắn của bạn là bị spam để bạn biết, bạn qua bạn hủy cái đăng ký trước đi, mình đăng ký mới lại, mình xem lại, mình viết comment lại. Rồi miền Tây Channel các bạn tiếp tục tới nhà của bạn miền Tây Channel, clip hấp dẫn lắm bạn. Chúc bạn thành công nhé, rất vui được giao lưu với kênh của bạn. Đây nó cũng có thể là về nội dung các bạn và cũng có thể là về về thời gian nha các bạn. Đây cái đây mình nghĩ là cái câu này là không có bị lỗi về về nội dung đâu. Một viết cái comment là câu câu comment mà giao lưu này nọ thì đến kênh của bạn thì dĩ nhiên cũng có cái nội dung nó hơi vi phạm đấy. Nhưng mà thực tế nó không đến nỗi gì đánh giá lỗi spam. Tự giờ mình những cái câu này mình đã từng viết rồi, mình thấy là không có bị lỗi spam. Nhưng mà lỗi đây là chắc lẽ là lỗi về về thời gian nha các bạn. Coi chưa đủ thời gian. Rồi, cuối cùng là lỗi cái Trương Thuy. Trương Thuy. Video hay video của anh cảnh nào cũng đẹp. Quá anh ơi, Thác Thủy chúc mừng anh phát triển thành công nhiều thật nhiều anh nhé. Đây chắc có lẽ là một câu nói không có liên quan gì rủ ri hết, thì nó sẽ dẫn đến cái lỗi này. Đây nha các bạn, một câu cái video này á là không có liên quan gì đến nội dung tin nhắn hết. Như vậy thì nó sẽ là lỗi về, thời gian nha các bạn, lỗi về thời gian tin nhắn. Bạn coi chưa đủ 3 phút, như là vừa viết cầm chưa coi chưa đủ 2 phút viết comment và thoát ra khỏi video 3 phút thì bị dính lỗi spam. Rồi bây giờ mình liệt kê những cái lỗi spam đi kênh của mình nghe 10 mẫu cái này nghe các bạn. Chứ mình không có nói đùa đâu, trong một ngày ha. Nè, cái spam cuối cùng là một ngày trước nè các bạn, có nghĩa là ngày hôm qua. Hôm nay mình quay thì cái mấy cái nội dung này mình thấy ngày hôm qua rồi nhưng mình không xóa, mình dự định là hôm nay mình chia sẻ cái video này nên mình không có xóa, không có lấy nó ra, mình không có xóa, mình không lấy nó ra, mình để đây. Hôm nay mình quay lại mình làm video clip mình chia sẻ với các bạn để các bạn rút tỉa kinh nghiệm, có nghĩa là trong một ngày thôi các bạn. Đấy, rõ ràng ha, ngày một ngày trước nè, cái spam trước dưới cùng này các bạn, một ngày trước nghĩa là ngày hôm qua thôi, và spam mới nhất là 2 phút trước, 2 phút trước này các bạn thấy không, có nghĩa là trong một ngày thôi mình kênh mình rất ít, trong một ngày có đến 11 cái lỗi spam nha các bạn. Đấy, số lượng bạn thấy trong một ngày thôi mình lỗi spam này là mình vẫn tưởng tượng đi, kênh của mình có mới có 400 bạn đăng ký kênh thôi mà một ngày mình mất đi 10 người bạn thì mình thấy uổng không các bạn? Bạn thấy các bạn cũng vậy thôi không? Một ngày mình mất đi 10 người, 11 người thì mình thấy uổng ha. Nên các bạn này là mình hướng dẫn luôn các bạn xử lý cái lỗi spam này luôn ha. Giờ mình tiến hành xử lý lỗi. Bây giờ trước mắt là mình xử lý từ ở dưới lên đi ha.
Đây bạn Thùy, thì trước khi bạn xử lý là bạn bằng gì, bạn bấm vô cái tin nhắn này các bạn, Trương Thùy này, bạn coi nè, không, bạn bấm vô cái ô ở phía trước này nè, nó có cái ô vuông này, mình bấm chọn và mình bấm vô cái chữ là phê duyệt nha các bạn, phê duyệt. Rồi thì tin nhắn của bạn nó đã ra ngoài rồi, mình lại quay lại chỗ trang cộng đồng, vào cái mục cộng đồng ở cửa sổ cộng đồng các bạn, quay lại rồi mình tìm cái tin nhắn Trương Thùy, tin nhắn Trương Thùy nó nằm đâu, bữa ngày hôm qua nó nằm đâu lúc như này. Trời ơi, nằm ở đâu rồi hay? Bằng bằng quay lại cái áo bằng bằng phê duyệt là nó nhảy qua nghe qua, nhảy qua trang này, trang cộng đồng nghe qua. Có nghĩa là mình là chủ kênh mà có quyền phê duyệt cái tin nhắn, nó không bị spam, thì nó sẽ nhảy qua cái trang này. Bằng tìm bằng qua bên đây mình xử lý là bằng tìm lại cái tin nhắn của các bạn đó, Trương Thùy, bằng tìm cái tin nhắn của bạn Trương Thùy. Cho hiển thị thêm. Nằm đâu sâu lắm luôn rồi. Cái đó thì mình phê duyệt nó qua nó nằm đầu thôi mà. Mình không thấy đâu hết ta. Thôi vậy mình lấy cái lỗi spam đó hồi nãy thấy không? Bạn này thấy không? Đây nè, hồi nãy nó là 11, bây giờ mình lấy mình phê duyệt một cái nó còn 10 nè. Bây giờ mình lấy cái tin nhắn mới đi ha các bạn, cho nó dễ, nó nằm trên đầu này. Là tin nhắn bạn đây đây. Cuộc sống muôn màu đi ha. Cuộc sống để cái tin nhắn, cái tên của bạn nó 11 giờ trước này. Nó gần gần đây thôi. Mình xử lý một cái tin nhắn, rồi có cái tin nhắn kia mình làm tương tự thôi nha các bạn xử cũng xử lý vậy ha, mình chọn vào tin nhắn xử lý, mình phê duyệt, mình chọn tin nhắn đó nha, chọn tin nhắn spam xong rồi mình chọn phê duyệt nha các bạn, thì mình mới trả lời được với người ta. Rồi xong rồi mình qua cái cửa sổ cộng đồng thì tin nhắn này nó sẽ qua cuộc sống muôn màu, còn tìm lại cái tin nhắn là cuộc sống muôn màu các bạn, đây đây các bạn. Bạn thấy không? Qua bên đây thì mình qua tin đây thì bằng mình xử lý của mình là mình không có chọn bấm tặng tim đỏ hoặc là ok nha các bạn. Đã tin nhắn spam thì mình cũng đừng có đồng lõa. Mình xử lý cái cách xử lý của mình là như vậy. Mình không có tặng mà mình trả lời. À mình viết tin nhắn lại trả lời phúc đáp lại. Qua đây nó ở trong spam, nó không cho mình phúc đáp như bạn bên kia ha. Mình phê duyệt ra rồi mình mới trả lời được với người ta, là mình nói là tin nhắn, mình viết tin nhắn lại cho bạn đó, tin nhắn của bạn nằm trong danh sách spam. Trong danh sách spam. Đấy. Mình nói một câu ngắn gọn như vậy thôi các bạn, là bạn tự hiểu à, bạn muốn là xử lý mình thường thường mình ở đây mình quay video mình muốn nó rút gọn, chứ thường mình viết dài hơn chút xíu, là mình nói tin nhắn của bạn nằm trong danh sách spam rồi, bạn vui lòng qua đăng ký lại giùm mình hoặc là viết comment lại giùm mình cảm ơn bạn như vậy đó. Thường là mình viết như dài như vậy, nhưng ở đây mình ngắn gọn, mình viết một câu như ngắn gọn như vậy thôi, mình phúc đáp cho bạn, mình trả lời tin nhắn cho bạn để bạn biết mình xử lý. Nghĩa là bình thường mình không quay video clip nha các bạn, là mình xử lý như vậy, mình thấy tin nhắn spam là mình xử lý liền. Thứ nhất á, là mình có thêm một người bạn, nếu bạn xóa tin nhắn đó đi thì bạn đâu có người bạn đó đâu, cái đăng ký của bạn đó nó YouTube nó xóa hả, nó trừ hả, nên cuối cùng là mình muốn không mất người bạn đó thì mình phải xử lý nha các bạn, để mình thứ nhất là mình xử lý để mình trao đổi, ở đây là một mạng xã hội các bạn, một mạng xã hội mình trao đổi tin nhắn cho nhau,
À, mình thấy bạn mình spam thì mình báo cho bạn mình biết, để bạn mình sau này đừng có viết cái comment nó như vậy. Sau này các bạn nó cố gắng coi cho đủ thời gian để không bị lỗi spam, thấy không ạ? Đấy, chứ không phải là mình rồi. Thứ hai là mình được thêm một người bạn các bạn, đúng không? Mình báo cho bạn mình biết để mình có được thêm một người bạn các bạn, mình xử lý tin nhắn như vậy. Thế nhiều, thật ra mình xử lý tin cái spam trên tin nhắn của kênh của mình là như vậy, toàn bộ mình báo hết, chứ trừ các bạn nước ngoài thì mình không biết. Mình cũng có mấy các bạn nào mà nói về tiếng Anh á, thì nhiều lúc mình cũng biết, mình xử lý, mình trả lời về tiếng Anh. Còn mình viết và tin nhắn như Hàn Quốc, Trung Quốc là bó tay, mình không biết cái gì ở trong đó thì mình không có xử lý được. Còn đa số các bạn người Việt thì mình xử lý hết để mình không mất đi một người bạn nhé bạn. Các bạn mới để ý làm và rồi mình bấm trả lời, và mình cũng không đừng tình đừng có bấm ok hay là tim đỏ gì ở đây các bạn. Tin nhắn spam là các bạn để riêng ra, các bạn sau này trong kênh của mình biết à, cái tin nhắn này là bạn đó bị lỗi spam, mà mình có cái câu trả lời như này là lỗi spam, à là tin nhắn của bạn, bọn đừng có tặng tim trong cái lỗi spam nữa các bạn ha. Mình xử lý, cách xử lý của mình là như vậy. Những tin nhắn bình thường là tin nào mình cũng thả tim đỏ và mình bấm ok hết, còn các tin nhắn spam thì mình không không có bấm và không có bấm ok like gì ở đây, tin nhắn nó hết, bởi vì mình đã phê duyệt, có nghĩa là mình đã cũng ấy rồi. Rồi nghe các bạn, mình cách xử lý spam của mình như này. Hồi nãy 11 này mình xử lý được một cái, nó trôi qua sâu quá để chúng nó mình xử lý sao. Còn bây giờ là còn 9 nè các bạn, mình làm một cái nữa đi, mình giao vô lại trang spam các bạn, mà lấy cái cây mà cái tay nha, đây cái cây TNQV Locker đây nè, cái cây này bữa qua mình đã báo rồi sao vẫn bị spam các bạn. Thôi mình xử lý cái chuyện thiên hạ đi, 20 mấy giờ trước rồi, lâu quá. Thôi mình xử lý các bạn 25 vlog này các bạn, xử lý các bạn 5 vlog vào nhóm mới nó nằm ở trên dễ, cái như mình vô qua cái trang cộng cộng đồng cái là mình thấy liền, mình xử lý được liền. Nhưng mấy người kia nó ngày hôm qua là mình tím mình kìm tìm ở dưới, nó sắp xếp theo thời gian đó, các bạn tin nhắn sắp xếp theo thời gian tại 26 trước bằng 5 vlog này, mình xử lý cái bằng này. Rồi mình bấm vô phê duyệt các bạn, chọn chọn cái tin nhắn của bạn đó, mình chọn phê duyệt rồi mình qua lại cái cộng đồng là mình chế 5 vlog đó, cái tin nhắn bằng 5 vlog rồi. À, 5 vlog nó qua bên đây bọn mình thấy có hai tin nhắn luôn các bạn, một tin nhắn bị spam và một tin nhắn không bị spam, có nghĩa là tin nhắn các bạn 27 trước tin nhắn này bị spam nè, có nghĩa là tin nhắn này là vô, có nghĩa là bạn vô và đăng ký 8, bạn ghi vô là 8428 nè, chia sẻ hay lắm bạn ơi, rồi bấm mấy quả tim thì nó không bị spam các bạn nè, bạn thấy không, cũng mùa một người nè các bạn thấy nè, 5 vlog hết 28 phút trước bạn này bạn ghi cái tin nhắn là 428 chia sẻ hay lắm bạn ơi tim thì không bị spam. Bạn vô tiếp một câu nói nữa, bạn tiếp một cái sơ viết một cái tin nhắn nữa là anh chị nào rảnh ghé qua nhà mình chơi nha, có nghĩa là cái này là chắc chắn là lỗi về nội dung tin nhắn, có nghĩa là nếu mà tin nhắn trước mà nó bị lỗi spam rồi thì tin nhắn thứ hai sẽ không bị lỗi về thời gian, chỉ có là lỗi về nội dung thôi. À đây bạn đây nói một câu rủ rê, anh chị nào rảnh ghé nhà em chơi nha, là cái tin nhắn này bị spam nhé bạn. Thì mình giả sử như bạn nhắn hai tin, bạn nhắn như các anh bạn này bạn nhắn hai tin thì một tin spam thì mình delete đi cũng được, tại vì cái tin nhắn này không spam thì họ tính cái tin YouTube nó sẽ tính cái tin nhắn hay thôi, còn cái tin này thì rủ đi spam thì mình phải xóa đi ha. Nhưng mà bây giờ qua đây mình thấy rồi, mình cũng báo cho bạn biết luôn là cái nội dung tin nhắn này bị spam, cái này là lỗi về nội dung nghe các bạn, là mình báo luôn nội dung tin này bị spam nghe các bạn, báo cho bạn biết là nội dung tin nhắn của bạn bị spam.
bị spam. Rồi, mình báo cho bạn biết nha các bạn. Ai với như mình kênh của mình vô các kênh của bạn mà bị lỗi spam các bạn cũng nên báo cho mình biết nha. Thực ra mình làm video chia sẻ cái này là mình muốn chia sẻ với các bạn phải biết, có nghĩa là cái như cái tin nhắn này nè, nội dung tin nhắn bạn, nội dung tin nhắn của bạn bị spam, để mình báo cho bạn biết là sau này bạn đừng có rủ rê viết những cái câu như tương tự như vậy. Đó rồi còn 8 cái nữa các bạn, 8 cái spam nữa mình xử lý tiếp luôn. Mình vô spam rồi giải trí YouTube này, mình chịu khó mình làm từ trên xuống đi cho nó gì, nằm dưới lên tìm lâu. Giải trí YouTube thì mình đọc lại cái nội dung tin nhắn của bạn là như thế nào đây. Qua nhà bạn bấm cái chuông, bạn nhớ sang nhà mình lại nhé nha, lại nha. Đấy. Cái này là một câu cũng chắc mình nghĩ về lỗi về nội dung tin nhắn, hoặc là không lỗi về nội dung tin nhắn thì sẽ lỗi về thời gian các bạn, coi không đủ thời gian, chỉ có hai trường hợp đó thôi. Rồi mình xử lý nha các bạn, bấm vô cái tin nhắn đó, mình chọn cái tin nhắn đó, mình chọn phê duyệt, mình vô lại cửa sổ cộng đồng. Tìm lại cái tin nhắn YouTube đó. Thật ra xử lý cái này nó cũng khá cũng cũng mất công thời gian lắm các bạn, không mất công nhưng mà mình chơi mà. Ủa nằm ở đâu rồi đó? Bạn phê duyệt thì nó cái tin nhắn nó mới qua bên này được, rồi bọn mới 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 trả lời được người ta các bạn. Mấy tin nhắn này nó mới vào thì mình chưa có động tới, để im nó đi. Chuyện thiên hạ nào mà. Rồi các bạn kênh mới, mở kênh mới các bạn rút kinh nghiệm nha các bạn. Các bạn nhớ đây, giải trí YouTube đây các bạn, đây này trả lời đây nha các bạn. Mình nói là nội dung tin nhắn của bạn bị spam và tin nhắn của bạn nằm trong danh sách spam. Tin này nhé của bạn nằm trong danh sách báo cho bạn biết là cái tin nhắn nó là nằm trong danh sách spam. Mình lôi cái tin nhắn nó ra mình mới trả lời được nha các bạn. Các cái tin nhắn khác các bạn làm tương tự thôi. Mình còn 7 cái nha các bạn. 7 cái thì hai người nước ngoài là chắc mình delete đi cho rồi. Mình không không biết nữa, thôi xóa thôi. Hai cái tin nhắn này chắc mình xóa luôn, hai người nước ngoài này nói chung là người nước ngoài mình cũng bạn là cũng viết tiếng Anh nhưng mà thôi xóa luôn, xóa còn lại năm, xóa hai cái còn năm cái, năm cái các bạn này bữa qua mình trả lời rồi này, mình xử lý rồi sao vẫn viết lại vẫn bị tin nhắn, không xóa luôn tin nhắn này thì do ba tin nhắn bạn này mình đã xử lý rồi, còn bốn cái nha các bạn, bốn cái này chút nữa mình xử lý. Thôi cái video clip mình chia sẻ tới đây thôi các bạn. Hôm nay mình chia sẻ về cái lỗi spam đó, mình nêu ra cái
nội dung tin nhắn bị spam nha các bạn. Thứ nhất, bằng rủ rê, rủ một người nào đó qua nhà mình chéo súp đó, rủ rê nha các bạn, rủ rê cái tin nhắn, rủ rê các người khác qua nhà mình đăng ký súp gì đó, kêu gọi á, tin nhắn kêu gọi các bạn qua nhà mình để mà đăng ký súp rồi này nọ là bị spam. Rồi nội dung thứ hai đó là thời gian coi không đủ nha các bạn. Viết tin nhắn, các bạn vô 2 phút qua đầu viết tin nhắn và đăng ký kênh, bấm like, bấm đăng ký kênh. Và cách thúc cái việc coi video đó là tối thiểu là 3 phút nha các bạn thì không bị lỗi spam ha. Còn bạn nào mà dưới 3 phút là bị spam. Dưới 3 phút các bạn bị lỗi spam nha các bạn. Đó. Mình chia sẻ những cái điều rồi. Cái gì một cái nội dung cái spam tiếp theo đó là lỗi spam nữa, đó là nhớ là các bạn không được copy dán nha các bạn. Copy bên này dán qua bên kia là bị lỗi spam. Một cái lỗi spam nữa là lỗi spam gì đó. Thứ nhất là nội dung nè. Về thời gian nè. Copy dán nè. Đó, những cái lỗi chính ha các bạn. Và hạn chế ha. Thôi video này mình chắc chia sẻ cũng dài rồi. Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Mình quay cái màn hình video trên máy tính. Rồi mình chia sẻ thôi, mình vừa quay cái bằng cái điện thoại, vừa quay cái màn hình máy tính nữa. Chút nữa cái gì mình ghép video lại cái mình chia sẻ lên các bạn. Bạn xem mà thấy hay có ích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kênh của mình là Vinh TN. Thật ra mình đăng ký kênh của mình hồi lúc trước là kênh của mình là Vinh Fishing á, giờ mình đổi lại là Vinh TN. Thì TN thì nó có nghĩa là thiên nhiên đó các bạn. Thì mình thích thiên nhiên mà. Mình viết tắt hai chữ TN thôi. Thôi chào các bạn nha.